vỏ cái phần trên này không, phần cong, phần vỏ của cái lớp mặt cong này. Cái này món này thì chia đôi ta, chia đôi ra cho nó dễ ngắn dễ. Cắt này thôi, khứa dọc trước, khoảng cách thì bằng cái độ dày của cái miếng nha đam mình muốn ăn ý. Mình muốn ý. Miếng nha đam to thì cắt thưa ra, còn không thì để dao nó sát nhau thì tạo thành những cái lớp ra sau khi cắt xong như thế này. Đấy, thấy không? Đấy, xong rồi đặt xuống thì nếu nó dày thì mình chia đôi ra, mình lạng cái lớp đầu tiên. Đấy, đấy là xong. Đúng không? Xong rồi làm một cái quả nữa, lạng nốt cái lớp dưới. Em này, đây. Nghiêng con dao như này. Thôi, chéo chéo con dao tí là đi hết đi. Đấy, thấy chưa? Tách được cái vỏ ra rất là nhanh mà đấy, chứ không nếu mà gọt hết vỏ của hai bên á, xong rồi để cái thịt nha đam thái rất là lâu, khó thái. Nút đuôi này thế, đuôi bé này thế. Người nó bé thì chỉ cần lấy một lớp thôi, không cần chia đôi. Một lớp vỏ làm rất nhanh.